xin chào ông bà cô chú chị em và các bạn thân yêu. Cô Tư có nói với Khánh là cô Tư có một cái món này cũng lâu lắm rồi. Cô Tư muốn làm cho Khánh ăn mà Khánh cũng chưa có dịp để ăn nữa. Bữa nay Khánh qua cô Tư nói để cô Tư làm. Mà cái món bánh này thì hồi xưa của mấy bà Khánh, cô Tư nói là của bà nội, nội Khánh hả cô Tư? Bà nội làm, dạy cho bà Tư là má của cô. Dạ. Má cô mới truyền nghề cho cô. Hả? Làm vậy á, ít có người làm, rồi cũng khéo tay á, mới làm mà đều cô giờ cô làm không bằng bà Tư hồi xưa. Chỉ mình làm Khánh lạ thôi. Khánh hồi nhỏ tới lớn Khánh không có biết mặt bà nội Khánh gần sao. Có bà Tư, rồi bà Chín, bà Út, bà Bảy, bà Tám thì Khánh biết mặt. Còn bà nội Khánh thì bà nội mất sớm cho nên là Khánh không biết mặt. Thì bữa nay thì nhờ cô Tư thì Khánh mới biết hồi xưa bà nội Khánh làm những cái việc gì. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi để biết được con bánh của bà nội hồi xưa bà nội làm như ra làm sao. Bà nội hồi đó khéo lắm á. Vậy hả cô Tư? Cô Tư bữa nay có đi bận không cô Tư? Cô Tư đi làm hồi khuya rồi về hồi sáng. Cô Tư cũng đi chợ mua đồ ăn gì làm đồ ăn, nãy giờ còn quay chợ Khánh qua chơi. Hồi 8 giờ mấy là cũng thấy bà nội mới đi vậy đó. Đây là con cháu ngoại cô Tư hay cháu nội cô ngoại Tư? Con Thảo á. Lên đi đậu mà đứa nào không đứa sao giờ đâu tiểu nhã nó quê à. Có hai không cái này là heo mọi. Heo mọi. Còn đây cô Tư, đó là Vinh mà không biết nó kêu hai rò à, ba ròm quá. ba ròm hả? Bác Phi. Bác Phi. Cháu nội cô Tư, cháu nội của con của trai út cô Tư. Cái gì đó, kêu Khánh bằng cô. Còn đây là cháu ngoại kêu Khánh bằng dì. Thằng này là cháu nội kêu Khánh bằng cô luôn. Còn nữa không cô Tư, còn Quy nữa không? Quy nữa à, rồi á, còn một thằng con của anh Thảo là ở Mỏ Cày. Cho con biết. Nay nó 14, 15 tuổi gì rồi mà nó đi làm rồi. Con Tâm hả? Con Tâm á, cháu con Tâm không? Dạ, với gạch đầu con. Dạ. Chủ quá má. Heo mội. Mẹ nó đặt nó tên heo. Heo này mà. Mày uống nó nè. Cô Khánh gọi cái coi. Dạ. Cô hay gọi cái coi. Cô gọi không? Bữa nay thì cô Tư nói là qua cô Tư đi, cô Tư làm cái món này về cho Khánh ăn. Mà cái món này Khánh nghe cô Tư nói là Khánh chưa thấy ai lần nào luôn, mà Khánh cũng chưa ăn lần nào luôn. Món đó là món gì cô Tư? Cô Tư làm cũng như tái ớt, rồi tái mận, tái quýt, tái cam gì đó. Làm trái cây. Làm trái cây nhưng mà làm bằng đậu xanh. Là bằng đậu xanh. Đậu xanh cô nấu. Nấu xong rồi cái cô mới nắn thành cái trái ớt hoặc là trái gì vậy đó, trái cao hay trái mận gì á. Xong rồi cái cô Tư rưới rau câu á. Rồi hả màu gì nó ra màu nấy. Mình nắn công công vậy thì mình rưới nó y ra rồi nó bóng lắm. Vậy thôi. Chứ nó không phải sần sùi bị gì, trong thì đậu xanh, ngoài thì rau câu. Mà cái món này là hồi nào vậy cô Tư? Hồi xưa, từ hồi xưa tới giờ, hồi bà Tư á. Hả? Hồi bà Tư còn gái không biết ai dạy bà Tư làm. Bà Năm gì ở dưới ấp 10 á. Dạy làm cái bà Tư sao bà Tư dạy cho cô làm. Nhưng mà đó giờ cô làm có ít lần gì hà. Vì cái đó làm nó hơi cực. Mà lại nó công phu như đó. Này thành ra là miếng. Mà làm ngon không? Biết đâu, nó có thấy lần nào đâu biết. Chút xíu nữa đi rồi làm kẹp bữa hỏi nha. Dễ như bánh kẹp bữa hỏi vậy đó nha. Lần nữa cái đám hỏi nha. Đám hỏi cháo của bà Tư với Định Thủy á. Cái làm một quả xuống rồi người bóng cái hết trơn. Đến khuyên mình lại là sạch sẽ luôn. Ai cũng thấy đẹp á. Nó làm công phu cực. Nói ăn xài nói. Chua không biết nữa. Chua. Ăn bữa ăn ngon. Cô chú anh chị cùng ăn xài với nhà cô Tư. Cô Tư gọt cho Khánh. Sao nước miếng nó chảy quá chừng luôn. Thấy đồ chua nước chảy thấy chảy. Chua. Chua. Cái xài mà cái vỏ đính tím á. Kêu bằng xài gì đó. Vậy tôi mới chơi này nha. Đúng rồi.
xài mới ra bây giờ cái vỏ nó tím á. Tím như mà lá cẳng vậy. Chua lè. Chua quá ăn chua. Ở đâu có gì sát mắm đường á. Đường ăn là bắt ha. Hả? Gì sát? Gì sát? Có là nội con á. Hôm đi làm á thì người ta cho á. Vừa nếp nữa, vừa nếp nó không có chảy nước dày, nó không có cái nhựa dày. Vừa nếp khác, vừa sáp khác hả cô Tư? Mà nó dẻo quá. Bên chó thì điện thoại luôn. Nó dày coi mình nó bự. Khi nào mình mới có vừa nếp? Vừa nếp hôm có nữa, cô không có đem về. Hả? À, bữa nào cô Tư có vừa nếp cô Tư cho con ta đi. Có là có hoài ha, mà tại cô ăn miếng này thôi, ai ăn với cô không có đem về. Bữa nay bữa nay miếng nước nó cho là cô mới đem về nè. Cũng ít có đem về nữa. Đem về không có ai ăn hết trơn á. Là tới giờ vừa sáp nhưng mà đặt rồi. Ta bán cả trăm mấy một trái đó. Mấy người mà ở cặp lộ họ bán dừa bán gì đó. Mà hỏi chứ cái dừa vậy trăm mấy ăn phí mà. Dừa sáp này là cô Tư không có mua. Cô Tư xin. Tại vì cô Tư đi bằng dừa. Mà mấy cái dừa cô Tư đang mặn thì người ta mua ở Mỹ Tà Vinh. Đáu thì người. Khi mà mua lên thì Vĩnh Long gì đó. Thì đem qua thì nó có lộn xộn, người ta không biết có sáp hay không. Khi mà chặt ra thì mới phát hiện ra là tới dừa sáp. Thì khi mà chặt ra rồi thì tới dừa sáp này không có làm được cái công chuyện mà ngay chỗ cái người chủ người ta cần, cho nên là không có làm được, cho nên là chỉ có ăn thôi. Mà ăn thì không có tốn tiền. Cái này ha, cái này vừa giống tại cái quay có cối sinh tố quay cái để sữa để đập nước đá đồ siro để vô ngon lắm, mà vậy ăn cũng ngon lắm, nó ngọt. Thế nói vậy là con thèm, con chảy nước miếng luôn. Thèm không? À, cay quá. Không cay. Cay mà chua nữa. Con cay hả? Thảo làm nước đá là chưa lâu quá Thảo. Cay quá không thưa. Cay đâu? Dương Tư có nhà không Tư? Để thấy sắn thử miếng gì sát nè. Nó sáng rồi thử nhé anh ơi. Chơi cá vậy. Nó ngọt. Ngọt mà nó dẻo. Nó dẻo nẻo rồi luôn. Ngọt ha. Ngọt nha. Cái này ta nạo ra cái người ta quay. Quay có sinh tố á. Cái người ta để sữa, để đập nước đá để vô ăn ngon lắm. Ta nói ăn ngon chứ cô làm biến lạ. Cô Tư hay ăn cái này lắm hả Tư? Ít ăn lắm. Nhà cô Tư ăn nha. Cô ít có ăn. Ở Lâm Tổng có nhiều không cô Tư? Lâu lâu có một cái, bữa này như có được hai ba cái vậy. Cho người cái vậy á. Người cô xin cái à. Vừa này vừa tài dinh hay gì đó. Biết miệt nào lộn xộn tùm lum á. Có khi mình đây cũng có nữa mà mình đâu có biết. Mình đây cũng có hả cô Tư? Có. Với em vừa vừa sáng gì gì đó. Ủa vừa nếp. Nếp nó không ướt như vậy mà nó dẻo ngon lắm. Dẻo nhẹo à, dẻo hơn cái này. Mà nó mềm hơn hay cứng hơn? Mềm, mềm dẻo. Nó dẻo hơn cái này. Ăn nó dễ dặt hơn. Mà sao phải biết vậy nè, nó gì nếp vậy. Cái này á, mình ai mà muốn ăn là phải mua. Chỗ này là cô Tư, là cô Tư xin thôi chứ không mua. Tại vì mà ngay chỗ lò. Lò nó giàu quá rồi nó trôi. Cứ ăn gì nổi. Ngán không được. Có hoài. Mẹ ăn gì mà hấp hà chứ vậy? Nói. Mày chơi Thảo. Em ăn không cay. Thì em không cay ha mẹ. Em ăn không cay. Đi vô con lấy em nữa coi. Mạnh gì ra. Đi đi. Ăn cay. Cà phê nữa. Nè ăn miếng nè. Rồi. Rồi. Nè. Rồi thì vô ăn đi. Nè. Gói. Nè. Nè sáng nữa nè. Rồi. Cũng là bự nè. Rồi. 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 Thôi cố ăn nữa. Ngắn. Ăn miếng nè. Cậu ít thích cái béo vậy. Nó lạ thôi chứ cô Tư. Nó lạ thôi chứ. Vậy mà mấy con tái ăn phí quá. Phí. Cái này để mua trái sầu riêng ăn ngon hơn. Đúng rồi. Mua trái sầu riêng ngon hơn. Tại mình đây quá quen với nó rồi. Quá quen với dừa. Mua ăn
Tân cho biết á. Tân cho biết. Nó thấy này ăn cũng đâu có gì thú vị ha. Ờ gớm à. Ở đây ăn cũng ngán. Ừ, ờ, không muốn ăn nữa. Ngán quá. Thôi, em không muốn ăn. Heo. Cái gì qua đây làm. Họ sập cái nhà tỉnh. Bác Phi. Bác Phi phải không? Bác Phi phải không? Cô Tuy chặt lá dừa này chi vậy? Lát nữa mình làm cái cọng á. Mình cọng cái mình xỉa vô, bỏ đi. Dạ. Mình xỉa vô cái... Mình làm cái trái gì á, mình xỉa vô. Cái mình nhúng nó, mình cầm đứng vậy nè. Chứ mình đâu có cầm nó được, mình phải cầm cái cây vậy nè. Mình nhúng mình rưới á. Mình đâu có cầm trong cái bánh nó được. Nãy giờ cô Tuy nói mà Khánh cũng chưa tưởng tượng ra được nữa. Tại vì cái món này là món từ đời xưa mà. Bà Tư á, là à, em kế của bà nội, Khánh bà nội thứ ba. Rồi bà Tư thứ tư, rồi bà Tư mới đẻ cô Tư ra. À, thì Khánh kêu cô Tư bằng cô. Thì nay chắc cũng lâu lắm, chắc cũng 50-60 năm rồi hả cô Tư? Chắc cả 40 mấy năm. 40 mấy năm ạ. À, làm cái này á. Dạ. Nên ít có làm lắm. Dạ. Cái công phu về mà nó cầu kỳ lắm, làm biết. Chứ làm mà đừng quả đâu mà đi đi đám thì là quý lắm á. Hồi xưa người ta làm vậy, ai đám cưới nhà giàu rồi này kia. Hồi đó ai dạy, ai chắc bà Năm. Năm năm ở dưới ấp 10 á, là năm bà Năm chỉ và năm gì má của Sáu Hường á. Biết không, biết bà Sáu Hường không? À cô cô Mười Hồng. Phải không? Ừ. Bà Sáu Hường. Chị Mười Hồng. Dạ. Sáu Hường. Sáu Hường mới tới Mười Hồng. Đó má của bà đó. Ủa vậy là có bà con hả cô ta? Có bà con. Thì ông Năm này tới ông cụ ông ngoại của cô của ba của bà nội con thì đó. Và rồi ở đó ông thứ năm, thì ông ngoại của cô là thứ tư. À, bà con vậy vậy, vậy là bà con chị em bạn gì chú bác gì đúng không? Chú bác à, vô cái mình trước lại sơ sơ cho nó sạch chứ. Cái này tươi thì nó sạch hơn cái khô. Cái mình vô mình cắt. Bữa nay Khánh học được cái món mới. Để thử coi sao, nhiều khi cái món này là món đời xưa đời sữa mà giờ mình làm lại thì nó thành đời mới. Mà đó cái nay tổ có đãi không nha. Giấy không tổ đãi đi. Mình trát cái thôi à. Đây vô. Khánh chốt lại cho nó đẹp đẹp à. Cái tàu lá dừa ở trên cái sống lá dừa nó có mấy bông 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 nó già quá. Em dẹp đi. Già nó có bông ha. Y như người ta tổ đời mà. Vậy quá. Làm đại khái một trái vậy. Một mô một một cái ít một kiểu ít trái thôi. Nó kêu mày kìa. Tại vì nấu cái bất tử còn nhiều đậu ngâm chứ phải làm nhiều, nửa ký nó nhiều lắm. Mà thiếu rồi mình thêm. Giờ cô Tư làm gì? Chừng nào mình nắng xong rồi á, cái mình rưới rau câu vô đó, mình cắm vậy nè. Cắm vòng vòng cho nó hồi nó nguội nó dính vô. Chứ không thôi đâu có làm sao. Là nó nằm tới đây hả cô Tư? Ừ, nó nằm trong này nè. Đó, vậy chứ đó. À, mình cầm thì nó bị dính. Ừ, thì vậy à. Chừng nào mà mình nắng xong đi. Mình nhúng rau câu vô. Mình cắm vậy nè. Nó giống như mình phơi cho nó khô nhưng mà không cho nó đụng đâu hết. Vậy á. Làm rồi rồi nha, có chỉ có gạo làm được chứ đâu có làm cái gì được. Hả, đúng rồi. Vậy cô Tư lấy gạo. Cô Tư để sẵn. Nay cô Tư hết gạo còn có nhiều đây. Phải đầy vậy nó dễ. Dính không ta? Dính. Dính không ta? Cô Tư nói là mình làm món này thì phải có đậu xanh. Mà cô Tư đậu xanh là đậu xanh ruột. Cô Tư mua nửa ký. Hay nửa ký đậu xanh ruột. Giờ Khánh đổ ra. Rồi giờ mình ngâm hả cô Tư? Mình ngâm chút cho nó mềm. Cái mình vắt nước cốt để vô mình nấu. Bây giờ là mình nấu với nước cốt dừa mình nấu nhân bánh vậy nó ngon chứ mình nấu không cũng được mà nó không ngon.
ăn cái ruột nó ngon. Ê, nhìn thấy ghê quá coi. À, ở trong này nó dính lại coi coi. Nó nhảy tưng tưng trong này nè, dính luôn. Làm như trong đây nó có cái gì vậy? Bồng hơi. Hả? Như mũ nữa dính. Rồi vậy cái mình ngâm một chút rồi mình dắt nước cốt vô. Thì mình nấu thôi. À mình nấu. Nấu như nấu như làm bánh ít vậy đó. Ừ. Vậy cái này ăn xuống mình nắng. Rồi hàng giờ đi nắng mà cái gì đó, cái cam, cái ổi, cái quýt gì đó. Hả? Rồi cái mình nấu một câu cái mình nhúng vô. Mình sẽ đi ngâm nha. Ừ. À, giờ bắt rau câu nấu được rồi. Đậu xanh hồi nãy giờ cô Tư đem vô, cô Tư luộc, cô Tư nấu vắt nước cốt dừa bỏ vô, mà cô Tư làm bằng nồi cơm điện để ở trong nhà cho nên hơi tối. Vậy giờ nó nguội rồi cô Tư mới đem ra. Cái nồi này là nồi rau câu. Nãy giờ bắt nãy lên chưa, nãy giờ kêu cái bánh lửa. Thảo ở nhà nấu cơm được không Thảo? Được. Ưng nấu cơm điện hay cơm lửa? Cơm điện. Có nào sống cơm không? Sống rồi. Sống rồi, chồng về có la cưng không? À, không. Cưng nấu canh được không? Được. Có cá được không? Được. Được hả? Ngon dở gì chồng ăn cũng được á. À. Được. Anh lấy hai cái dĩa để đựng đậu xanh. Rồi cô Tư nói là mình dò thì mình phải mang cái bao tay vô. Ăn cho nó đừng có dính tay của mình. Vệ sinh. Mình làm cái ớt trước cái đi. Cái này nó còn ấm ấm, cô Tư ấm ấm nó dễ dò. Khánh bắt trước cô Tư Khánh làm, không biết cô Tư làm sao thì Khánh làm y vậy. Dò dò. Khánh thấy cô Tư dò thì Khánh cũng dò. Hồi nhỏ anh khoái chơi này lắm, đặc biệt là lúc mà 5-6 tuổi á. Cái này là cái tay không thì nó dễ rồi. Mà Khánh lấy bùn dẻo dẻo cô Tư. Thấy nắng nắng vậy nè, tròn tròn dài dài vậy á. Làm cái ớt cái đầu thì nó bự bự, còn cái đít nó thon thon vậy đó. Giờ muốn nắng cái gì nắng hay sao cô Tư? Muốn cái cam thì nắng tròn. Cái mình đè dẹp dẹp xuống. Còn cái mạnh cái mình lạnh cái đít cho nó ảnh ảnh lên. Giờ cô Tư nắng cái ớt, Khánh nắng cái cam nha. Hồi nãy thì đi á, thì Khánh nghe cô Tư nói là cần màu, cho nên là Khánh xin cô Sáu một miếng sigo hay là sigo xanh dứa. Nó có mà cái màu xanh. Hết thì hơi mập. Thiền câu. Cái này mình làm cái cướp cướp nè. Cướp cướp đó. Cái này đáng lẽ thì nắng cái tay thì nó dễ nắng hơn. Mà cái này nó hơi khó. Cái thứ mũ hả? Nó không có được láng, cái mũ này nó sần sần. Nó hơi sần sần chút. Cái cam lọt rồi hay gì á. Nắng hơi bự bự chút. Nó không tốt hơn nè. Bự bự chút. Ủa cái đó có cuốn không cô Tư? Cuốn mình lấy, có cuốn giả mình để vô. Dễ hả? Giờ mình làm cái gì ta? Cái gì vậy người ta? Cái ớt rồi tới cái cao. Cái cao cũng dễ nắng. Cái cao hả? Dài dài hả? Cái cao mình làm tới dừa chắc 1 ký này mới được. Tới dừa làm nhỏ luôn. Dừa non. Chắc dừa non quê không nhiều á. Quý hả? Gì ăn cơm chứ con? Có bữa nó ở tỉnh ăn cơm được. Có bữa nó ăn cơm, nó tỉnh. Có bữa nó gì à? Đi đâu?
làm mình hơi bị. Cái này Khánh sửa ta lại. Rồi bây giờ tới này giờ làm cái gì cô Tư? Cái gì cũng được hết. Vậy mình lặn nít lên chút làm cái mặn. Vậy hả? Cái mặn gì tàu như vậy? Thì mình ẩn cái tính này lên. Cái mặn tròn nè. À cái mặn tròn hả? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy làm cái mặn được nè. Ai để anh kia à? Ừ, để cho đi con. À, Khánh làm cái mặn được rồi nè. Đó, cô Tư đó nè. Mặn đẹp quá. Đó, vậy á. Ờ, cái mặn dễ làm hơn mấy cái khác của cô Tư. Cái cam cũng được, cái sắt cũng được. Nè, cái mặn ảnh cho đít nó lên kìa, cho nó một lỗ ở dưới đây. Khép cho nó cái dành. Đó, vậy á. Khép cho nó cái dành ha. Đúng các bạn luôn đó. Mình sợ ấy, ta hết nước cho em, ta hết nước rồi đó. Vậy tới cao. Đó. Mà lại thêm nữa. Nhỏ chút. Giờ ông bà cô chú anh chị em thèm tới gì thì con làm tới đó. Cái gì vậy ta? Cái gì ăn ngắn ngon ta? Tới sầu riêng. Ồ, tới sầu riêng hơi khó à nhận con. Gai không luôn á. Cái táo. Cái táo hả? Cái táo cũng làm được. Làm thêm trái ớt nữa đi. Cái táo ha. Cô Khánh khoét lỗ giống tên hay mặn vậy? Cái táo giống nha. Giống cái mặn á. Cái mặn kìa. Để Khánh làm cái táo nè. Cái bơm. Bơm nguyên tử hả? Trước hết là Khánh dò cho nó tròn 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 lại. Làm hình Pokemon cũng được á. Pokemon hả? Cái Khánh chỉ cho nó ăn cái chỗ này. Ẩn lên nó. Cái này ẩn xuống cái nữa. Heo con được mấy đứa em chị em heo? Con nói mình con hả? Ba con heo rồi chạy taxi. Ngày nào con cũng có đi taxi không heo? Hả? Ngày nào con cũng đi taxi không? Mới về taxi. Mình làm hơi nhỏ nhỏ bự quá cái này nó tầm bậy tầm bạ không cái duyên thiệt đúng là cô Khánh làm chùm nho rồi nho hả nho với xà niệu nho sao làm ta dính chùm lại Khánh làm thử thôi làm nhỏ nhỏ thôi nho đâu được làm đâu được cô Khánh làm được cũng hơi ghê quá để Khánh làm thử đi. Mà nếu mà làm tới nho là phải bao tay kia kìa. Thiệt này đó. Để Khánh cho hai tái dính chùm lại thử coi. Hai tái dính chùm lại hai tái. Ừ, giống cái cao không? Đít nhỏ nhỏ một chút nữa. Cái này ăn trái chắc ngán quá cô Tư. Đậu xanh nó tao đâu có nhiều. Đâu có nhiều. Hồi nào tới giờ con ăn lần nào chưa Quyền? Từ đó giờ con chưa biết luôn á. Chưa biết là chưa thấy làm luôn nữa. Nghe bà nội mới nói lần này là lần đầu tiên. Cũng mới biết luôn á. Cương ăn chưa? Cương ăn lần nào chưa? Con chưa ạ. Chưa từng thấy luôn. Chưa từng thấy luôn. Mẹ nó cũng chưa từng thấy luôn á. Chắc nho chắc nó không dính lại quá cô Tư. Dính thì dính vậy chứ không á. Không ấy rau câu được. Ủa vậy hả? Cái vậy nó xức ra làm sao? Được không? Xích ra. Để thử đi, coi bóng trái nè. Cái mình chọt cái cây vô. Ăn một cái là ngán cái vàng. Ăn một cái đã một cục vàng. Trời ơi, ăn sao ăn gạo sống. Ăn một đó cái hả? Ăn ngồi xịn bụng mà. Ăn một cái đã một cục vàng. Cái ăn đó giờ nó đây, đây là trái mận. Cái làm trái khế này cô ơi. Ừ. Đẹp á. Trái khế. Mình nắng nè. Ăn trái ngọt. Để nó rồi. Ta nhiều cục bột mà nó không nổi lại. Mình nắng rồi. Trái khế. Trái khế ta làm khía.
Đây, bé Mận. Mận này đẹp nhất. Giống nhất. Cái cao được cũng giống nữa nè. Cái đít nó nhọn nhọn. Đít nó không nhọn. Để thấy làm cái cao rồi, cái đít nó nhọn. Giờ thế này cái cao. Giờ lại cho nó tròn tròn. Bầu bầu giống như cái hộp gà vậy nè. Không có thấm vô cái đít đó. Cái đít nó nhọn nó nhọn. Đó. Cái đít nè. Ồ nhìn giống cái chanh quá. Chanh đúng rồi. Chú cái đít nó nhọn nhọn nhìn nó giống đủ thứ trái lên coi tôi. Mình tưởng giống như tới dâu luôn á. Mình tưởng tượng nó giống tới này tới kia hả? Cô có bệnh tê á, bằng nãy giờ mà tê cái tay. Tê cái mức cảm giác. Ngậu luôn. Đây dữ lắm, cái bữa tê cô khóc luôn. Tê cô nó nhức. Đồ bao lâu hết cho tự. Một chút à, mà bệnh đụng tới nó làm dữ lắm. Từ từ nó hết. Hay là so bóp hay gì trời ơi nó làm dữ lắm. Ngậu luôn. Tê cô không biết nữa. Nếu mà mình đúng ra mình làm nó phải hết chứ. So bóp cho nó chảy điều hòa máu rồi hen. Đằng này không có. Đụng tới nó là nó làm dữ lắm. Nó làm như nó sưng, nó phù lên vậy đó. Giận lên hả? Nó làm như khá mừng quỷ. Đụng nó sưng mang lên. Lại uống thuốc mà sao nó chưa chịu hết vậy? Chưa uống thuốc mà. Nãy giờ cưng nấu cưng có để đường vô không Thảo? Có mà để rồi ấy. Sao mình biết lúc nào là được cô Tư? Đó, để múc cho nó cứng rồi. Múc ra, hồi cái nó vừa nguội cứng là được rồi. Mới đi múc rồi để ra đó. Múc được như đấy hả? Thử có phải không? Thử rồi nó cứng hay cỡ nào. Đó. Thảo múc rau câu ra. Không ngờ giờ cô Tư lấy cái sâm dứa, cô Tư xài màu của cây sâm, cây sigo. Cô Tư chế vô. Là mình để màu này là trái ớt chín. Thơm quá. Lắm chút đi cho trái ớt chín. Lấy cái bịch xăm hồi nãy kìa cô Tư. Em lỡ em đem qua rồi kìa. Cô Tư có mua một cái chai xăm dứa nữa. Mà Khánh không biết. Khánh xin cô Sáu á. Cái này là của Phương Anh. Khánh sợ không có. Khánh đem qua. Lấy lại cái này đi cô Tư. Lấy cái này nè Thảo ơi. Làm cái khế nữa sao mà còn đây trái nè. Ủa có ăn khế không? Không, cái này chua lắm, cái này béo lắm. Trong cái giá nữa thôi, cái này cái nó lút qua cái nó màu nó gì. Rồi, để lên đây. Có không có giá không có thì cái khế mình làm đẹp quá. Rồi. Cái khế anh làm đây. Con ngâm. Rồi. Phải có cái bao tay cho nên nó hơi dính díu, nó cũng khó làm hơn bình thường. Làm tay không thì nó dễ, làm hết cho rồi. Này cái khế, cái khế khánh cái đẹp ha. Rồi bắt đầu mình luồn vô mấy cái cây, mình chỉa vô cái cây. Cái ớt trước kìa.
Vậy được không? Để cô Tư làm, Khánh cũng bắt chước Khánh làm luôn. Dò lại cô đây. Để đó Khánh nắng lại cho. Không có, tại vì chỉa vô nó ngay nè. Ngay nè. Ừ. Cái nào nè. Ấy được rồi. Mình để gì cho nó nguội thôi cô Tây. Ừ. Chỉa cái khế đi. Cái mận như cái mận chính nè. Mận chính này. Khánh chỉa cái cây lá dừa này vô cái trái khế. Đó. Coi cái nó dính không nha. Cái khế nó chưa có nguội, nó chưa có dính nè. Sao mình không nhúng nó luôn cô Tư? Nhúng sao nó không được. Dạ? Nhúng sao nó không được. Đó. Mình nhúng rồi nó đều vậy. Nhúng nó rã. Anh nghĩ mày chờ nó nguội kìa. Nó nguội ché vậy nó mới ăn. Ché cái nó dính luôn vậy đó. Mày chưa nguội không? Ngọt ha. Nó vừa nguội cái chế cái nó dính luôn. Còn nóng quá. Nóng chế nó chảy. Tới chưa anh Thảo? Vậy tới chưa Thảo? Thảo biết không cô Tư? Biết, nó nóng. Được rồi, nãy giờ có quần bơ. Chứ tại nó còn mấy, nó chưa dính nè. Còn nóng. Nó nguội à, nó dính. Anh chế tay khế màu xanh. Anh chế vô đây được rồi cô Tư. Được, đi lại. Chế thử thử. Rồi, giờ đọc đầu nó dính nè, nó cứng nè. Mà mình chế nhiều lần chứ một lần nó không có dính. Vậy mình chế nhiều lần cô Tư ơi. Chế nhiều lần á. Tại vì còn nhiều cái á, mình không làm mau thì nó nguội á. Khánh hiểu rồi. Đậu giờ nó mới dính nè, nó nguội nó mới dính. Khánh hiểu rồi. Ai cô Tư làm màu rồi, màu đó ơi, Khánh làm màu này nha. Nó rã rồi, rã hả cô Tư? Ừ. Dế không dính vậy trời. Cô Tư làm màu hồng, Khánh làm màu đỏ. Ủa cô Tư làm màu hồng, Khánh làm màu xanh. Lộn. Hồi đó bà Tư bà làm khéo rồi cô Tư. Bà cũng chế nhiều lần vậy nè. Hồi đó bà cầm khô bà chế nữa. Cái hồi chế nhiều lần nó mới áo. Nên giờ nó mới đặt quẹo nữa hết rồi. Đó, màu xanh lên màu xanh rồi. Sao không làm nhiều ấy á? Để rồi cái mày rưới dưới một cái màu gì rồi cái mày lên. Rụng càng rồi. Rụng càng rồi cô Tư. Cái này có khi nào nó hơi nhão cô Tư hay là nó vậy là vừa rồi. Vừa rồi. Ok, bắt qua. Đó. Một bớt ra đâu có phải vậy, một tô màu đỏ rưới lên, một tô màu trắng, một tô màu xanh. Nó rưới lên nó mới đều chứ. Yeah.
tới cao. Bê đê quá, ai nói gì bê đê quá. Hai đứa nó chơi gì vậy? Đi con làm cái mận, cái mận nó đỏ luôn, còn xanh bên kia xanh đi. Làm vậy nó xanh cái tên rồi, nó đâu có màu, màu phân biệt. Hồi đó Khánh nghe nói là bà nội á, bà nội Khánh á, bà làm vô câu khéo lắm con của tôi. Hồi xưa bà đó, bà cũng khéo. Cái hàng giờ nguội cái chế nó mới dính nè. Nó còn nóng chứ, nó tụt hết trơn. Mày làm rồi nè, tao nói phải là cái màu riêng biệt chứ không có chung vậy được. Vậy nó đâu có ra màu. Cái ớt màu xanh. Ừ, ớt màu xanh. Cái cao cũng màu xanh luôn. Ôi, nó muốn nứt, nó muốn nứt, nó muốn nứt. Bớt bớt lại, bớt bớt lại. Bớt bớt. Mặn này nó mới hờm hờm, chưa chín không. Hờm hờm. Nãy giờ đi gì dưới vậy không? Dạ. Có gặp mẹ không? Hồi trưa em thấy không có ai nhà. Rồi quay tao lại đây hả? Dạ. Đi được 45 phút không? Hơn tiếng hồ không? Đi chắc nửa tiếng. Nhanh nhanh quá à. Hơn cưng ơi. Nãy giờ Thảo treo võng nằm ngủ. Mấy cái bao tay đã dục hết nè hả? Em ngồi em mệt cái bộ dáng không có gì nên cái em xin hai đứa đi xuống đi, hai đứa đi xuống đi đứa em lên em nằm. Đấy, bạn ơi. Cô hai hỏi chuyện nào con vô bà. Mình dép này hay mình để tháng nữa. Tháng nữa. Tháng nữa hả? Nhớ đừng la e. S S nha. Cứ thọt thọt à. Làm lại, lại kìa. Thảo. Anh nhớ heo nọc. Heo heo kia sao Thảo? Lấy heo ép chứ chị. Ờ kêu lại kìa. Rồi. Nhanh. Em đâu. Kêu ơi kêu mới cho ăn. Ép ép. Không phải. Kêu kia kìa. Cái này mình dẹp thôi mình bày ra. Dẹp đi. Dạ. Dạ. Cái đó bị lỗi. Lỗi. Bị lỗi. Dạ. Làm đẹp lấy ra. Cái này lấy là gì á? Tay mận. Tay cao. Tay cao hả? Bữa nay là làm rau câu đậu xanh. Mình làm trái cây nè, như trái này là trái màu đỏ này là mận. Cái này là xanh, màu xanh này trái cao. Cái này là trái ớt. Cái này là trái cam, cái này là trái khế. Tại mình làm đậu xanh với rau câu. Rồi mình làm cái món này nó hơi lạ, từ nào giờ mới làm lần đầu tiên. Làm lần thứ ba thứ tư. Cũng như bỏ lâu rồi mới làm lợi. Dạ. Bỏ lâu mới làm lợi. Cái món này từ xưa tới nay ít có người làm. Bây giờ mình làm thử cái được hay không? Mời các bạn ăn rau câu đậu xanh. Lâu quá rồi không có làm. Giờ làm lại nó không đẹp không? Thôi thông cảm cho ăn cái ngon hơn. Cái này tới gì cô đây? Cái này là tới mận. Cái này là tới cao. Cái này là tới khế. Cái này là tới ớt. Ớt màu xanh chưa chín, còn cái mận này nó mới hồng hồng, nó chín giờ mới hồng hồng. Cái này tới táo nè, nãy Khánh nói tới táo, táo. Rồi Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái món này. Cô Tư với Diện Tư ngượng tái tước nha. Diện Tư bóc cái tới cao ấy, già rồi ăn trầu ấy. Rồi nè, cô bóc tay ớt đi. Ăn cay. Ăn cay. Rồi, hai đứa con. Thảo ăn hay Thảo? Thảo, hai dạ. Thảo luôn. Chưa cho Khánh tái mận màu đỏ em. Không, con ăn tái, Khánh ăn tái tái táo hả? Tái gì lát nữa làm sao? Thảo. Thảo. Rồi nào quay, nè con. Con hả? Ừ, con cầm đi, con cầm cho hai đứa em luôn. Cầm luôn, gồm cho hai đứa em đi để nó dớ không tới. Đây, càng đi.
nè nó áo rồi vậy đó, nó ôm lại cứng rồi nè. Mình phải chế nhiều lần á, nó đóng nóng mình chế nhiều lần nó mới dính, nó mới dày. Như vậy nó không có dày không hả? Con ăn đi Quyền. Đây là lần đầu tiên mà Khánh thấy được cái món này. Món này chắc hồi xưa ai suy nghĩ ra thiết kế ra cũng hay lắm rồi. Coi có bà Tư mấy bà hồi xưa chứ có ai. Mình bắt chước rồi dạy mình làm này lâu quá cũng đâu có nhớ. Hồi xưa bà Tư làm khéo lắm à. Tư chỉ cô làm khéo lắm. Rau câu thì chế áo ngoài, còn trong thì đậu xanh. Cái làm cái này tới kia hồi cô bà Tư làm tới quýt. Cái nhà cái cam. Ngon không con? Dạ ngon. Bao phi. Bao phi. Bao phi. Bao phi. Còn heo ăn ngon heo. Ăn tới ớt cay không? Cà. Con ăn cái gì vậy bè? Cay quá. Con cũng không biết con ăn cái gì. Ăn mất tiêu quá rồi biết cái gì. Cái là cái mặn xanh nè chị. Mặn hả? Dạ. Mặn xanh. Mặn da người. Thấy mặn. Ở ngoài á nó dẻo không Thảo? Ở ngoài nó dẻo hay nó làm sao? Nó giòn giòn dẻo dẻo. Đậu xanh nó thơm. Rau câu thì nó giòn. Dạ đúng rồi. Ăn rau câu rồi nói. Giờ tới Khánh ăn. Kìa. Khánh lấy tới nhỏ nhất đi. Cái này là tới cao, tới chanh. Chanh hả? Chanh đúng. Thấy chanh. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn thử. Cô Tư làm gì vậy? Đem về cho chị Tư tái hay tái thưởng thức cho biết. Không, Khánh đâu có về nhà đâu, giờ Khánh đi nữa rồi. Đi nữa thì sắp thôi. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Rồi. Khánh ăn. Ăn miếng này chua. Ở đây dễ tụi nó ăn cho hết đi. Đây nè, ở ngoài á, khi mà mới nhìn á, khi mà giống như là Khánh không có làm cái này. Nếu mà Khánh là một người vô tình đi vô thì Khánh nhìn Khánh không biết cái này là cái gì luôn á. Thì chị chỉ biết là cái tái thôi chứ mà không biết đây là cái gì làm ra. Nhưng mà bữa nay thì Khánh nhìn Khánh học được cái món này. Giờ ở bên ngoài thì cái vỏ nó rất là bóng, rất là mềm dẻo dẻo. Đó, giờ Khánh ăn thử nha, tại vì Khánh ăn thử cho nên là Khánh chẻ ra. Đó. Cái món này thì đòi hỏi cái sự khéo tay đó, nếu mà ai mà có thời gian, đặc biệt là tại vì Khánh nãy Khánh thấy Khánh làm thử cái bằng cái tay thì nó rất là mịn, rất là bóng, rất là giống như cái trái thiệt, nhưng mà cái này là mình làm bằng đôi tay cho nên là nó sẽ không bằng mình làm bằng tay thiệt của mình. Giờ Khánh ăn thử, đây là một cái một muối chanh để ăn thử có chua hay không. Ừ, chua quá ông ơi. Chua quá. Hỏi phan ớt cay không? Cay. Cay quá. Đang ớt cay quá. Rồi lên cao Quyền. Đúng rồi. Vinh. Cái đậu xanh hồi nãy cô Tư có để vô một miếng đường với miếng muối. Với có nước cốt dừa cho nên nó rất là béo. Có rau câu ở ngoài không? Nhìn nó ăn nó lạ lạ. Nó ngon ngon. Đúng rồi, cái này thì hồi xưa á mà mình làm để mà mình đi mình bỏ vô mâm quả để mà mình đi qua đàn trai hả cô Tư, cô qua đàn gái hả cô Tư? Đi đám cưới là qua cưới vợ, hỏi vợ hả? Cũng như mình đi đám, mình đi tới mình đi cái đám vậy đó. Là khoái lắm á, rất là đẹp luôn hả cô Tư? Nhưng mà xưa bà Tư làm đẹp lắm. Cũng như mình chế nhiều lớp á, nó dày lại mà nó đẹp dữ lắm. Bây giờ coi như mình thầy mình thợ mà không bằng thầy. Bỏ lâu rồi lục nghề. Cái khế cũng giống cái khế nha. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã theo dõi cũng như là đã ủng hộ cho Hương Nhi Đồng Quê. Khánh nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like chia sẻ và tôi hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Nhi Đồng Quê nha. Còn bây giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại. Chào. Xin chúc ông bà cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.